mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Gấu Miền Tây nha. Có chào cô chú đây con. Cười chấm chiếm chấm chiếm. Các bạn ơi, thì hôm nay mình có một mâm trứng cút nè các bạn. Bây giờ mà các bạn cùng dùng với hai mẹ con của mình nha. Các bạn có gì dọn ăn chung với hai mẹ con mình nha. Mình cho gấu cái bánh các bạn. Thì các bạn hôm nay thì mình có nước chấm là muối ớt chanh nha. Nước chấm điện thoại. Đây là trứng cút. Trứng cút lộn các bạn, đây mình luộc với nước dừa nè. Rồi, mời các bạn nha. Cái trứng mà luộc nước dừa các bạn rất là ngọt luôn. Chấm muối nha. Rất là ngon các bạn. Hánh lạnh ghẹo. Công nhận cái nước mà mình luộc bằng nước dừa các bạn, nó thấm vào cái trứng, rất là ngon luôn. Các bạn biết mà vì sao mà hôm nay mình quyết định làm cái mâm trứng cút lộn này không? Đây là cái mâm này là nó có là 200 trứng cút nha các bạn. Tại vì hôm nay không biết là mình đăng cái video này lên là cái ngày mình đăng lên là cái ngày nào nữa, nhưng mà ngày hôm nay là đánh dấu cái cột mốc mà mình tròn 2 tháng để làm đến với YouTube. Nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi cái kênh của hai mẹ con mình trong suốt cái thời gian vừa qua nha. Hy vọng rằng các bạn cứ vẫn mãi yêu thương và ủng hộ hai mẹ con của mình nha. Con không ăn được hả? Phải cho trứng cút mềm không? Ok mẹ, mẹ lấy cho. Ok ok ha. Từ từ. Ok. Cho con này. Ngon chưa? Sao có cắn mẹ? Cái cách luộc trứng thì nó cũng khá đơn giản rồi, như đa số là bạn nào cũng biết rồi nên mình không có giới thiệu thêm hơn các bạn. Mình có luộc thêm với một trái dừa. Mình lọc cho gấu ha. Thương tôi nha, hay đánh tôi vậy? Cho anh cái lòng đỏ các bạn. Trứng lộn thì không thể nào thiếu một thứ. Bà. Đó là rau răm. Bà. Con kêu bà đó hả? Giỏi quá ta. Nè. Cho con nè. Không ăn hả? Mình cho nó cái này.
lọc đúc gấu này nha. Nước ngon quá. Ừ, của ông. Nhà này gì cũng của ông bà hết trơn á. Ừ, bà. Trứng cút là ăn không ngán luôn các bạn. Con mấy bài cô chú, con hello cô chú đi. Con hello cô chú đi. Đi gió cô chú kìa. Sao la? Mày lấy cho con nè. Ba. Thằng đó không? Tùm đó không? Thấy ông ngoại uống nước trà à, mất trước. Cho à nữa nha. À mẹ đi. Trời giỏi ghê ta. Trời hôn mẹ nữa. Thương lắm hả? Cho con à nè. Con xí xọn nghe chưa? Tùm nữa không? Hai tháng đó các bạn. Đối với nhiều người á, nó rất là nhanh. Nhưng mà đối với những cái người làm YouTube á, chỉ có những người làm YouTube mới hiểu. Nó là cả một quá trình. Con hết nước không? Mình cho uống nước nha. Con uống nước làm sao? Uống nước làm sao? Uống nước làm sao? Đây mình chào cô chú thì xuống nè. Thôi các bạn, thì bây giờ mình ăn đến đây thôi nha các bạn. Bây giờ tới giờ ăn quậy rồi nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mẹ con mình. Nhấn đăng ký ủng hộ kênh mẹ con mình nha. Bye bye. Bye bye cô chú đi. Con nói sao? Bye bye sao? Bye bye.